Điều có thể bạn chưa biết về will. Thứ nhất, chúng ta có thể dùng will để nói về một thói quen hay là một hành động theo tính cách của chúng ta. Ví dụ như she will sit by the window and read for hours. Cô ấy sẽ ngồi bên cạnh cửa sổ và dành hàng giờ để đọc. Đấy chính là cái thói quen của cô ấy đấy. Điều thứ hai chúng ta cần phải lưu ý trong trường hợp này đó chính là cái từ will mà được nhấn mạnh ấy có thể được sử dụng để chỉ trích một cái hành động thói quen đó. Ví dụ, she will fall in love with the wrong person. Ở đây chúng ta nhấn mạnh vào will phải không? Tức là có ý chỉ trích. Cô ấy rồi sẽ lại yêu sai người thôi. Cho nên lúc sử dụng một từ thì chúng ta cần phải lưu ý cả cách nhấn của cái từ đấy nữa nhé.